Bi ơi, Bi ơi, Tóc nhiều lông mày cũng ít giống y như chị của nó. lúc mày nhạt quá. Tóc thì đen thui, lông mày nhạt. Ôi, mở mắt nhìn ba đi nào, chỗ gì mà khó đăm đăm thế này. Hôm nay là Huy của ba, Nguyễn Huy của ba ngày hôm nay là ngày thứ hai. Hôm nay là ngày 28. 28 tháng 6 năm 2009. Nguyễn Huy của ba sinh ra lúc xấu xí đâu rồi, xấu xí của ba đâu rồi, chuột con của ba đâu rồi, ý chuột con của ba đâu rồi. Mấy đứa đẻ ra da đỏ thì mốt da nó trắng lắm ba nội. Che bụng mẹ này mà. Mặt theo hôm nay Cái bụng như là cái còng thun nhà anh trai gặp ba được không, trai đúng không? Bên này mà có mấy bên kia chưa có mấy. Tụi con của ba ơi, tụi con của ba à, thì ta cũng liếc ra. Cứ đi ra đi ra. Cứ vào đây đi nè. Cứ đi nè. Cứ xuống nè. Ôi đôi cái nhăn nhó nó cho mày không nghèo nữa. Cho mày không nghèo bây giờ. Thương lắm á. Thưa con của ba đói không? Cái miệng đói rồi. Hôm qua mở mắt thao láo ra, hôm nay thấy mắt không có quen ánh sáng hay sao đó. Ôi trời ơi, con ngủ nữa à. Cứ nát con nha. Cứ nát nha. Tại sao con ngủ đúng không? Cho tôi chưa thức để chơi hả? Thôi, cô nát con. Ông xã kiếm em còn thông như tôi. Ô, trời ơi, nó khóc, cháu làm xấu cái ô, nó làm cháu cái bà ơi. Cha ba làm cháu kìa. Ôi trời, bị sao ấy, chói đúng không? Bị Nha. chói đúng không? Dạ. Thôi, mẹ chưa mẫu chỗ có nước mắt rớt là cái ô chỗ tôi mẹ chưa mẫu tôi mẹ xin lỗi mà. Ô.
cho mẹ không đủ chỗ con bú hả? Đâu đâu mà xin lỗi mà ô. Thôi mà đi ô. Thôi cào chảy hết mà. Trời ơi. Cô cô, cô cô. Cô cô. Thằng Minh cho mở con mắt rồi. Thôi mà, ba thương mà, ba thương Bi mà. Ô, mẹ thương Bi mà. Đang làm phi vụ sao im ru rồi? Phình mũi thì chắc làm phi vụ rồi. Rồi phình mũi tụi này là cho mày tôm cá. Phát gì hơi, phình mũi phát gì hơi mà. Chết cha, Barbie lấy cho em một cái gì đó, một cục mũi của con. Thiệt á hả? Dạ, cục mũi.